Vậy là chào anh em từ Gaikindo 2023. Đằng sau tôi là chiếc Mitsubishi XFC phiên bản thương mại, hay còn gọi là X-Force. Và như video lần trước thì tôi đã có thể chia sẻ với các bạn là lần này thì tôi sẽ không có anh quay phim đi cùng vì một sự cố. Thế nên là tất cả các video của GearUp sẽ xuất hiện dưới dạng one shot và được thực hiện bằng action cam thôi. Tiếng cũng có thể là sẽ không ok lắm. Có thể là các bạn sẽ muốn chiêm ngưỡng hình ảnh của mẫu xe này đầu tiên. Đây có lẽ là một trong những cái bước đặc biệt đột phá của Mitsubishi. Mẫu xe này theo chia sẻ từ chính đội ngũ sản xuất thì cái ngôn ngữ thiết kế của nó được thực hiện bởi một nhà thiết kế người Ý, và các bạn có thể thấy là cái mức độ đẹp mắt khác biệt của nó so với phong cách trước này của Mitsubishi được thể hiện rất rõ ràng. Chúng ta sẽ dành thời gian và tôi cũng mong là các bạn sẽ thông cảm vì thực sự là sự kiện quá đông để có thể để anh em xem được một cách chi tiết. Có lẽ là sẽ đến đâu nói tới đấy vậy. Về tổng thể thì có lẽ là đây là lần đầu tiên mà chúng ta có một chiếc xe Nhật với kích thước lớn. Động cơ thì như chia sẻ vừa rồi là xuất phát lại từ chiếc Xpander. Giá bán dự kiến thì sẽ khó có thể mà rẻ được, tại vì mẫu xe này sẽ xuất hiện ở Việt Nam với Full ADAS và một cái thiết kế vô cùng đẹp mắt. Thực sự thì khi Mitsubishi họ giới thiệu phiên bản concept này ra, tôi đã cho rằng đây là một chiếc xe thành công nữa. Xe Nhật ở Việt Nam mà nhiều đồ chơi và đẹp là khả năng thành công đã lên 90% rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy, có lẽ là với cái hình ảnh khá là hỗn độn như này thì các bạn sẽ khó có thể nhìn thấy được cái mức độ to cao hoành tráng của nó. Nhưng mà quả thật là chiếc XFC thương mại hay là chiếc X-Force này có một cái diện mạo cực kỳ ấn tượng, nói về phần kích thước tổng thể nói chung. Và các cái đường nét thiết kế của nó thì cũng khá giống với người anh em Xpander, nó được giữ lại khá nhiều từ các cái phiên bản concept, và tôi cho rằng đây là một cái cách tiếp cận khá là táo bạo. Phần đầu xe thì cũng sẽ không có quá nhiều điểm mới để chia sẻ với anh em đâu, vì các bạn có thể đã nhìn thấy hình ảnh từ khá lâu rồi. Bản thân cá nhân tôi thì khá là thích cái phong cách thiết kế với hai cái hốc gió giả ở đây. Hai cái hốc gió giả ở đây thực ra nó là chính cái đèn sương mù, và Mitsubishi họ đã khôn khéo giữ lại để tạo ra một cái mức độ dày dặn, nói về cái cảm xúc trực, cảm xúc thị giác khi mà các bạn nhìn thẳng từ phía đằng trước. Ngay cả phía nhìn ngang cũng vậy, các bạn sẽ thấy chiếc xe này rất là dày dặn, nhìn nó lực so với những cái mẫu xe khác ở trong phân khúc. Sau đó thì cái motif thiết kế ở phía đằng trước các bạn đã được nhìn thấy khá là nhiều xe rồi. Nó là hình chữ X, và khá đáng tiếc là thông qua máy quay của tôi hiện tại thì các bạn sẽ khó có thể nhìn thấy được. Nhưng cái chữ X này ấy, nó tạo ra một cái cảm giác có chiều sâu. Tức là chúng ta sẽ nhìn thấy cái mũi xe, nếu mà nhìn từ phía chính diện này, nó khá là có chiều sâu và dày. Ở đây tôi không nói tới cái việc vỏ nó dày hay không, nhưng mà là cái cảm giác dày khi các bạn nhìn thấy hình chữ X như này. Nó vắt xuống, nó tạo ra một cái cảm giác đẩy cái logo ở phía chúng ta, và nó sẽ khá là dày và đã mắt. Sau đó thì một chi tiết nữa mà tôi cũng khá thích ở trên chiếc XFC phiên bản thương mại, đó là phần thiết kế đèn. Thiết kế đèn này thì giữ lại gần nguyên từ concept rồi, và cái kiểu đèn hẹp và chìm sâu này thì các bạn cũng đã nhìn thấy khá là nhiều các mẫu xe khác nhau rồi. Nhưng mà Mitsubishi thì họ tạo ra thêm một cái điểm nhấn nữa bằng cái mảng màu bạc này. Và mảng màu bạc này sẽ tạo ra cho chúng ta cái cảm giác rằng cái bộ đèn này nó chìm sâu hơn, nó có cảm xúc không gian tốt hơn so với những cái thiết kế khác. Ok, anh ấy vừa cười vì đi qua khung hình của tôi. Thực sự là những sự kiện như này thì không thể nào tránh khỏi được. Sau đó thì chúng ta có thể qua với cái phần thiết kế của phần hông xe. Chiếc Mitsubishi XFC phiên bản thương mại, xin lỗi, chiếc X-Force, tên vừa mới ra nên tôi chưa kịp nhớ luôn, thì có cái thiết kế tổng thể mà rất nhiều người nói với tôi là giống với chiếc Hyundai Creta. Và điều này thì cũng có lẽ là phần nào đấy tôi cũng đồng ý. Điểm nhấn của nó ở đây sẽ là phần vòm lốp rất lớn so với kích thước tổng thể của xe, và các bạn sẽ nhìn thấy cái la răng 18 inch đi kèm với cái lốp khá là dày. Đây sẽ là một điểm rất đột phá của Mitsubishi hay là dòng chảy xe Nhật nói chung. Bây giờ thì xe Nhật cũng đã gọi là cạnh tranh về mặt option không thua kém gì các cái hãng xe Hàn Quốc rồi. Một cái chi tiết thiết kế ở đây đã được lặp lại ở trên khá nhiều xe mà các bạn có thể cảm thấy quen thuộc, đó là cái kiểu vòm lốp bắt đầu từ phần đuôi và nó móc tới tận giữa cái ô cửa thứ hai. Cái kiểu này á, thực ra là nó tạo ra chúng ta một cái ảo giác về mặt quan sát. Tức là khi các bạn nhìn thấy cái góc 3/4 phía sau này thì sẽ có một cái cảm giác là mẫu xe này có cái phần trục cơ sở phía sau nó rộng hơn so với đằng trước. Đó sẽ là một cái cảm giác giống với những mẫu xe thể thao. Các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều xe thể thao, ví dụ như là chiếc BMW 640i sẽ có trục cơ sở phía sau rộng hơn và nhìn nó lực, vững chãi hơn. Ở phía sau, quên mất là tôi không nói về cái bộ đèn. Thực ra cái bộ đèn của XFC, của X-Force thực sự là nó rất đẹp mắt và cầu kỳ. Bây giờ thì đừng nói là xe Nhật ưu tiên những yếu tố tối giản nữa.
Và tất nhiên là cái phần thiết kế của cảm sau này nó cũng lặp lại cái mô típ ở đằng trước rồi, nhìn rất là đã và lực. Chiếc xe này ăn gian khá là nhiều về mặt chiều dài tổng thể, với những cái cản trước sau nó nhô ra khá nhiều. Rất đông người, rất đông người. Tôi cũng chưa biết làm thế nào khác. Ok, và đây cái chi tiết ở trụ C này có thể là sẽ là cái khu vực mà các bạn nói rằng nó giống với chiếc Creta, và tôi có phần đồng ý với cái phần này. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục rồi. À, về phần động cơ, vừa rồi thì giám đốc của Mitsubishi Moto cũng chia sẻ là nó xuất phát từ chiếc Xpander và được Enhance. Còn tôi không rõ Enhance ở đây cụ thể là gì. Ngoài ra thì mẫu xe này có 4 chế độ lái, bao gồm cả chế độ Wet. Và ông ấy cũng chia sẻ là nó can thiệp tới điều khiển của cả 4 bánh. Thì quả thật là khó hiểu, vì chẳng lẽ mẫu xe này nó lại có AWD. Ok. Còn chi tiết ADAS thì tôi chưa dám khẳng định 100% với các bạn, nhưng mà có nguồn tin cho rằng chiếc xe này sẽ xuất hiện ở Việt Nam với ADAS. Rất hay luôn. Phần cành gió, tôi sẽ tiến lại gần cho anh em xem cái phần cành gió này một chút. Thiết kế không đơn thuần là một cái lưỡi lòi ra để cho cái xe nhìn nó dài dài, mà là nó có cá tính đặc biệt. Đấy, mình cũng phải né ra không có lại vướng vào. Ok, anh em có thể ngó qua cái phần cành gió ở đây một xíu. Thiết kế cũng rất hay và đẹp mắt. Một chiếc xe được đầu tư cầu kỳ và có hơi thở thiết kế của châu Âu. Ok, chúng ta sẽ move vào trong phần nội thất một xíu đi. Tôi thì tôi thích dành thời gian với phần nội thất hơn. Quá đông, xin lỗi anh em rồi. Chưa thể nào nói với các bạn điều gì quá nhiều ở đây. Có lẽ chúng ta sẽ dành thời gian để gọi là nhìn ngắm một chút xíu thôi. Vẫn chưa được luôn, vẫn chưa được ngắm luôn. Thôi thì ra đằng trước ngắm tạm các bạn PG vậy. Có một điểm mà anh em phải thấy vui, đấy là các bạn PG ở Việt Nam nói chung thì xinh hơn các bạn PG ở các cái nước xung quanh khá là nhiều. Bộ đèn này khả năng là sẽ chỉ có autofocus thôi, chứ không thể nào có dạng multi-beam được. Multi-beam thì quá khó. Nhưng bộ đèn định vị này của họ làm thì thực sự là cầu kỳ và đẹp mắt. Rất đáng tiền ở đây. Okay. Rồi, cuối cùng thì cũng đã được chui vào trong xe. Ây chà, đụng hàng. Okay. Anh quay đi. Ui, côn trôn này. Ta sẽ đóng cửa vào đúng không? Cho cái ngài chủ tịch ở ngoài kia cứ quen anh em chuyển gió trong này. Conditioner ấy, bắt rồi. Ây chà, còn màn hình nhìn. Còn màn hình bể cá này hơi được. On menu. Đây này, cái này nó có một cái rất hay là V2 information này, nó có cái thông tin này kinh khủng không? Chờ. Nhìn như xe đua luôn. Lực phanh này, quá là cầu kỳ. Đấy, lực G này. Như xe đua luôn. Ambient time không biết là nhiệt độ ở đâu. Nhưng đây là bản cao thì có driver mode. Còn cái bản thấp nhất ở bên kia thì nó sẽ không có cái driver mode. Nhưng vừa rồi bác tổng giám đốc bác ấy bảo là có cái wet mode, kêu bác ấy bảo là điều khiển cả 4 bánh thì em nghe nó hơi sai. Con wet này mode đó. Vâng, con này mà có AWD thì sai quá. À, thì đây ở trong này nó sẽ có cái driver mode ở đây. Nhưng mà em không nghĩ là nó có AWD. Ý là cái wet này chắc đây nó sẽ là chỉnh cái này. Chỉnh được. Chắc phải nổ máy. Có lẽ là phải nổ máy lên để chỉnh được. Quét mốt thì anh nghĩ là nó điều chỉnh lực phanh ở 4 bánh thôi, chứ không phải chứ là không phải điều chỉnh lực quay của 4 bánh. Có lẽ là như vậy. Và cái người dịch cũng hơi giờ hơi lởm, nên là anh em nghe cũng đúng rồi chứ không có gì. Mention là sẽ là cái thông tin về... Ủa, nó sẽ có đầy đủ những cái thứ là chúng ta sẽ phải thay dầu máy lúc nào này, chúng ta sẽ phải thay lọc dầu lúc nào này, và thay lốp vào những cái thời điểm nào này. Mình nghĩ cái thông tin này nó khá là quan trọng đối với những người không biết. Đây là cái bộ này thì y hệt trên Xpander rồi. Nguyên hệ thống điều hòa giống hệt trên Xpander luôn, nhưng mà lại có điều hòa tự động. Xpander không có, chỉ có Max Cool thôi. Phần vải này nhiều. Cái vải này ở Việt Nam mình hay hay. Nhưng mà vài hôm mà nó vấy Coca-Cola vào đây thì không rửa được đâu. Hệ thống loa Yamaha là một thứ khá là đáng để quan tâm. À, vừa rồi có thuyết trình rồi nên tôi không nói gì nữa. Nhưng mà cơ bản thì mẫu xe này có cái không gian nội thất nhìn đã thật. Đồng hồ điện tử rồi, màn hình lớn. Ái chà, loa hai nha.
là hay luôn. Đằng sau của chiếc xe này thì nó ngó một chút vào cái thực ra cái màn hình này thì phân giải không cao lắm nhưng mà có vẻ như là tốc độ phản hồi tương đối ổn và hiển thị màu đẹp. Ai chà, hay luôn. mới thông cảm là chưa rồi mấy giây không biết có ăn bản quyền không. Bộ ghế phong cách Toyota Vios mới. Đừng đùa, bây giờ nói chung là các cái xe Nhật là cầu kỳ bóng bẩy đấy chứ anh em đừng có bảo là xe Nhật ưu tiên cốt lõi, rất nhiều người chờ để vào xem xe. Rồi chúng ta sẽ qua với cái hàng sau một chút xíu. Hàng sau thì ok, như này là tôi nghĩ rằng như này gọi là ổn, chứ bảo là rộng quá thì cũng không đúng, ổn thôi. Lại là anh em sẽ muốn xem từ cái góc này. Ok, đây là vị trí ngồi của tôi. Về cơ bản thì cái khoảng để chân là rất ok, nhưng mà cái độ ngửa, độ ngửa cũng rất ok, xin lỗi. Khoảng để chân ok, khoảng ngửa ok, khoảng trống trên đầu ok, nhưng nếu mà so với Creta và Seltos thì cũng chưa tạo được ấn tượng nhiều lắm. Nhưng mà bù lại, không phải nhưng bù lại. Sorry. Ok, đằng sau chúng ta có phần cốp cũng siêu rộng. Trời, chiếc này về Việt Nam là chuyện nó bá là phụ thuộc vào giá bán nữa thôi. Bây giờ tôi thì tôi cho rằng chiếc này mà tầm loanh quanh gọi là 750, 760 gì đấy đi, bản cao thì tuyệt vời đấy. Cho rằng cái cơ hội thành công của nó rất cao. Xe Nhật đẹp bóng bẩy luôn. Em sẽ ngó qua lại một chút cái phần điều khiển điều hòa. Phần này thì bê từ Xpander các thứ qua rồi, không có gì đặc biệt lắm. Thiết kế nhìn chung là bắt mắt, làm hẳn vải như Peugeot luôn. Các cái mảng miếng phối màu cũng rất là ok. Không biết là thời gian tới có lắp ráp ở Việt Nam không. Cơ bản thì mẫu xe này được chia sẻ rằng sẽ bắt đầu sản xuất thương mại ở Indo vào tháng 11 cơ. Nên Việt Nam chắc cũng còn chờ đấy. Nhưng mà anh em cứ nhớ cái việc là nó sẽ có ADAS nhá. Ngắm một lần nữa đi anh em ơi. Tôi nghĩ rằng cái video walk around one shot như này là cũng rất dài rồi. Chen lấn với rất nhiều người mới quay được. Ok, tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại ở những video khác.